xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Con nguyên tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBCTV trên băng tần 57.19, 16.12 và 27.7 trên Houston, Texas, cũng như trên hệ thống YouTube của toàn cầu của đài IBCTV Official. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con cung thỉnh đảnh lễ Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện chủ Chùa Điều Ngự và trụ trì Chùa Diệu Pháp, sẽ giảng về ý nghĩa của sự cầu an đầu năm. Kính mời quý khán thính giả lắng lòng theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, con kính chào Hòa Thượng ạ. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nguyên Tiên, xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, thưa quý khán thính giả, dạ thưa Bạch Hòa Thượng, trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con xin Hòa Thượng hoan hỷ chia sẻ giảng dạy cho chúng con về ý nghĩa của sự cầu an đầu năm như thế nào, và mình phải làm sao đến chùa hay là ở nhà thì mình sẽ được cầu an, có được thành tựu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi của cô Nguyên Thiên rất là nhiều. Thì thưa quý vị đó, thường trong những ngày đầu năm bà con về chùa lễ Phật để cầu cho một năm mới bản thân được an lạc, gia đạo bình an. Nói chung là cầu để có được những cái gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà làm sao để cái sở cầu của chúng ta, cái sở nguyện của chúng ta được thành tựu viên mãn? Đây là một cái vấn đề không phải là đơn giản. Chính đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật đã dạy rằng là ai cũng mong được giàu có đúng pháp, ai cũng mong có được cái tiếng tốt luôn truyền khắp nơi, ai cũng mong được sống lâu, và ai cũng mong rằng là sau khi từ bỏ cái cõi tạm này sẽ được sanh vào những cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Và Đức Phật đã dạy rằng là đương nhiên cái ước mong như thế không phải ai cũng có thể thành tựu được. Và Đức Phật dạy tiếp, muốn thành tựu những cái ước vọng tốt đẹp nhất của mình thì trước hết đó, cần phải có đầy đủ cái lòng tin. Thứ hai đó, là cần phải có đầy đủ giới đức. Và thứ ba là cần phải có đầy đủ hành bố thí. Và thứ tư là cần phải có đầy đủ trí tuệ. Khi mà chúng ta có đầy đủ bốn cái yếu tố như thế thì Đức Phật dạy là chúng ta có thể chứng đạt, có thể thành tựu mọi cái ước vọng của mình một cách tốt đẹp. Không biết là cô Nguyên Tiên có những cái suy nghĩ như thế nào về những lời dạy của Đức Phật mà đã được trích dẫn từ ở trong bộ Tăng Chi. Con kính cảm ơn Hòa Thượng. Thưa Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng vừa chia sẻ cho chúng con là bốn giới đức mà trong kinh Phật dạy là chúng con phải có lòng tin, phải có giới đức, có tu hành bố thí và có đầy đủ trí tuệ. Thì đó tức là tất cả đó, những điều đó là điều kiện cần
và cần phải có đầy đủ, thì hàng Phật tử tại gia chúng con thật sự cũng sẽ khó để thực hiện cái giới đức. Tại có phải chăng là giới đức là dành cho các vị xuất gia hay không ạ? Và giới đức có bao gồm nhiều và chúng con phải giữ như thế nào? Còn hành bố thí thì chúng con có thể thực hiện được, và trí tuệ thì mình phải tu theo như thế nào để có đầy đủ được bốn điều kiện này? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con để tu tập ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Nguyễn Tiên. Thì như cô đã trình bày đó, quả thật những người chưa có một cái duyên lành để có thể xuất gia đầu tư toàn bộ cái cuộc đời của mình cho cái hành nguyện cứu khổ độ sinh thì không dễ để mà có thể có đầy đủ giáo đức, bởi vì ở ngoài đời thì còn nhiều cái công việc để phải hoàn tất, rất là đa đuối. Ngoài cái việc mà phải làm sao duy trì một cái điều kiện sức khỏe tốt, một cái nhân cách đạo đức khả kính, còn phải chăm sóc cho gia đình, bởi vì cái bổn phận và trách nhiệm của mỗi một thành viên trong gia đình của anh như thế, nhưng mà rất là nặng, rất là nặng nề. Đó là chưa nói đến những cái trọng trách đối với xã hội, đối với đất nước, đối với thế giới nhân loại và đối với mọi loài chúng sinh. Và với một cái đời sống ngắn ngủi nhưng mà có nhiều cái công việc rất là tất bật, rất là tất bật, rất là đa đuối. Thậm chí có nhiều người phải làm việc vượt qua cái tiêu chuẩn giờ giấc, làm một công việc chưa đủ thì làm công việc thứ hai, công việc thứ ba, vân vân. Họ kêu là làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, cực khổ lắm. Và trong những cái công việc tất bật như thế thì không phải là dễ để có thể đầy đủ những cái giáo đức. Có những lúc dù không muốn nhưng mà lại phạm những cái giới mà mình đã phát nguyện thọ trì. Như thế thì mình phải giải quyết như thế nào để có thể đáp ứng được với cái tâm nguyện mà khi quỳ dưới chân Phật mình đã phát nguyện. Một cách cụ thể là phát nguyện thọ trì năm giới. Chúng tôi thông cảm, hiểu và chia sẻ cái sự khó khăn này. Đối với những ai ở trong một cái hoàn cảnh mà đôi lúc, đôi khi hay là thường khi không thể hộ trì được một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ các cái giáo pháp mà mình đã phát tâm thọ trì. Tuy nhiên cái điều đó hơn ai hết Đức Phật đã thấy rõ. Cho nên lúc mà chế định những cái giới thì đối với những người tài gia, cái số lượng giới pháp ít so với cái số lượng giới pháp của những người xuất gia. Mà xuất gia thì nó cũng tùy theo cái cấp độ. Ví dụ như Sa Di chỉ có 10 giới. Nếu mà so với tỳ kheo thì có đến 250 giới. Nhưng mà dù chỉ 5 giới
cho hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Thì chớ khinh thường rằng dễ hay là quá ít. Không phải là dễ đâu. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng là giới có nghĩa rằng là biệt giải thoát. Biệt giải thoát có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là giữ được một giới thì giải thoát được một giới. Thành thử ra trong cái nghĩa như thế, mình có thể hiểu giữ được một phần thì giải thoát được một phần. Do vậy mà nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện sức khỏe, tùy theo cái thời gian mà mỗi người có thể phụng trì những cái giới mà mình đã phát nguyện. Chúng ta nên biết là Đức Phật không bao giờ cưỡng buộc bất cứ ai phải làm bất cứ cái điều gì. Ngài không bao giờ trừng phạt, mà tất cả Ngài dạy đều do cái quy luật nhân quả, nghiệp báo nó chi phối, nó tác hưởng. Và Đức Phật thì đóng cái vai trò của một bậc đạo sư dạy cho chúng ta biết cái này nên làm, cái kia chớ nên làm. Và khi mà nên làm thì chúng ta gặt hái được những cái hoa trái như thế nào, mà không nên làm mà chúng ta làm thì chúng ta phải đối diện với những cái quả báo đau khổ ra làm sao. Đức Phật phân tích, hướng dẫn và luôn luôn sách tấn để giúp cho chúng ta hoàn thành được những cái nguyện lớn của mình. Ngài luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn gia trì, luôn luôn hộ niệm, phù hộ, vân vân và vân vân. Hình thử ra trong những cái trường hợp như thế thì chúng ta cần phải nỗ lực tối đa trong cái khả năng mà mình có thể. Chỉ ngại là mình chưa có nỗ lực với tất cả cái năng lực mà mình đang có. Mình rơi vào cái trạng thái tâm lý phóng dật giải đại, cái đó mới là cái vấn đề. Còn cái chuyện mà là những người Phật tử tại gia một đời sống rất là đa đoan, phải chu toàn nhiều cái bổn phận và trách nhiệm, thì giữ được bao nhiêu giới là quý bao nhiêu giới. Không biết là cô có những cái thắc mắc hay là có những cái đóng góp như thế nào, xin mời cô ạ. Dạ, con cảm ơn Hòa Thượng ạ. Dạ, thưa bạch Hòa Thượng, vậy thì như Hòa Thượng đã nhắc cho chúng con là đức tin sẽ lòng tin đó là điều kiện cần để cho chúng ta như họ như Đức Phật đã dạy. Thì ý nghĩa của cái lòng tin này thì như thế nào, và đức tin rất quan trọng theo thầy thì nó có phải đầy đủ cái lòng tin ra làm sao để mà chúng con tu tập để thực hiện được cái điều mà an lạc trong cuộc sống, và như mình muốn cầu an cho chính bản thân mình và cho gia đình và xã hội. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô Nguyên Tiên. Thì thưa quý vị đó, ở trong đạo Phật thì đức tin là một cái nhân tố chủ yếu. Tuy nhiên thường đi đôi với cái chữ tín thì có chữ chánh, gọi là chánh tín, chứ không có tà tín, không có mê tín, mà là chánh tín, tức là một cái đức tin trong sáng, một cái đức tin chân chánh, một cái đức tin mà qua đó nó đòi hỏi người tin phải hiểu về những cái gì mà mình tin tưởng,
mình không hiểu mà mình tin, thì điều đó chẳng khác nào như là tin mù. Cho nên đòi hỏi phải hiểu tại sao chúng ta tin Phật, tại sao chúng ta tin Phật. Có những người trả lời bởi vì Đức Phật là một nhân vật có thật, là một nhân vật lịch sử. Tất cả những cái nơi chốn mà Ngài đã từng sinh ra, tức là đản sanh, rồi xuất gia, cầu đạo giải thoát, như là ở khổ hạnh lâm ngày hôm nay, sang Ấn Độ mình biết. Đấy, dựa vào những cái bia đá được ghi lại, cái nơi mà Ngài chuyển vận Bánh Xe Chánh Pháp ở vườn Lộc Uyển, nơi mà Ngài thành đạo ở tại Bồ Tát Khe Gia, Bồ Đề Đạo Tràng, nói mà Ngài thị hiện nhập Niết Bàn ở tại rừng Câu Thiên Hà, rất là thật. Là một nhân vật lịch sử, là một nhân vật có thật, chứ không phải là một truyền thuyết. Nhưng mà cái điều đó cũng chưa phải là quan trọng, dù hết sức là quan trọng. Tại sao mà chúng tôi dám nói như vậy? Ví dụ như một ông A hay bà B sinh ra đâu cũng có giới khai sinh, rồi chết cũng có giới khai tử, cũng rất là thật. Như vậy thì ai là thật? Một con người có một đời sống thật như vậy, chúng ta ký thác cái niềm tin của mình nơi đó hay sao? Không phải. Mà ngồi là một cái nhân vật lịch sử, là một con người có thật, thì Đức Phật là một bậc đại giác có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ. Đó, chứ còn con người, ví dụ cũng là con người có thật, nhưng là một con người ác, con người khủng bố, con người chuyên môn gây ra những cái thảm họa, những cái bi kịch, thì làm sao mà chúng ta dám gỡ gắm cái lòng tin của chúng ta nơi một cái đối tượng như thế, có phải không cô Nguyên Tiên? Cho nên đó là khi mà tin Phật thì chúng ta phải tìm hiểu, mình cũng phải đặt cái dấu hỏi cho chính mình tại sao chúng ta tin Phật. Đó. Rồi Phật là ai? Ngài đã làm gì? Mang lại những cái lợi ích lớn lao như thế nào cho thế giới nhân loại này nói riêng và cho muôn loài nói chung? Tìm hiểu, nếu cần mình có thể so sánh những cái lợi ích lớn. Chẳng hạn như Đức Phật đã thuyết giảng những giáo pháp, mà trên nền tảng của những giáo pháp như thế có thể xây dựng được một nền hòa bình lâu dài và chân chính. Ví dụ như những giáo lý do Đức Phật thuyết giảng, nếu chúng ta ứng dụng vào đời sống thực tế, chúng ta có thể xây dựng được một mái ấm thật sự hạnh phúc. Ví dụ như nếu chúng ta ứng dụng những lời dạy của Đức Phật một cách rốt ráo, chúng ta cuối cùng sẽ được thành Phật như là Đức Phật đã chứng thành. Đây là một cái việc rất là thực, trải qua nhiều ngàn năm lịch sử. Cho nên bằng vào cái kiến giải, cái sự hiểu biết chân chính như thế, nó sẽ giúp cho chúng ta vun bồi cái đức tin của mình ngày một vững chãi. Và đức tin này, như chúng tôi đã thưa, là chánh tín chứ không phải là mê tín, không phải là tin mù, mà bằng cái lý trí, bằng cái sự hiểu biết, thấy rõ được cái mục đích mà mình hướng cái tâm của mình đến với Đức Phật. Thì còn nhiều điều lắm, không phải là chỉ chừng ấy, nhưng mà nếu mà chỉ qua một cái câu trả lời mà nói dài thì nó cũng làm cho người nghe mất cái sự chú ý. Không biết là cô Nguyên Thiên có những cái thắc mắc hay là những cái điều gì còn chia sẻ thì xin mời cô. Dạ, A Di Đà Phật, con kính cảm ơn Hòa Thượng ạ.
Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, như Hòa Thượng vừa dạy cho chúng con là đầu năm thì chúng ta nên về chùa để cầu an và làm các việc như là tụng kinh, đó là thường là đầu năm mình hay tụng kinh dược sư, và cuối năm thì sẽ làm các lễ, tụng các lễ sám hối để tính lọc, thanh lọc những cái điều mà không tốt chúng quan một năm cũ, để dọn rửa, như Hòa Thượng hay dạy chúng con, dọn rửa làm sạch mới lại những cái gì mà năm cũ mà mình đã làm mà không mấy tốt mấy, tốt đẹp, thì mình phải sám hối những lỗi lầm đó, và đầu năm sẽ tụng kinh dược sư. Như con thường hay nghe quý thầy hay niệm là Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, thì đó là Đức Phật Dược Sư là lúc nào cũng đem đến những cái điều an lạc, và có hành nguyện của Ngài để cho chúng ta được có sự an lành. Và tiếp theo câu hỏi mà con được có được trong chương trình hôm nay, xin Hòa Thượng giảng tiếp là mình phải làm như thế nào để tu được hành bố thí, và trong nhất là trong ngày đầu năm, xin Hòa Thượng chỉ dạy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô rất là nhiều. Thưa quý vị, đó, nói đến hành bố thí thì nói bao nhiêu đi nữa cũng khó mà cơ thể nói đủ và nói hết. Lý do tại sao? Bởi vì bố thí thì gồm có ba cái phần khác nhau, nhưng mà nó luôn luôn bổ sung, luôn luôn hỗ trợ. Đó là một cái sự kết nối hết sức là mật thiết, một cái sự liên kết hỗ tương giữa ba cái pháp hạnh bố thí. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô ý thí. Những ngày cuối năm và đầu năm, mà nếu chúng ta trong cái khả năng mà mình có thể thực hành dù chỉ là một trong ba cái pháp hạnh bố thí đó, ví dụ như tài thí. Mà tài thí ở đây thì nó cũng chia làm hai lĩnh vực. Thứ nhất là ngoại tài, và thứ hai là nội tài. Ngày đầu năm và cuối năm mà mình thực hiện cái hạnh bố thí theo lời dạy của Đức Phật, mình sẽ tích lũy công đức rất là lớn, nhất là pháp thí. Trong tất cả những cái hạnh bố thí thì pháp thí là cái hạnh đứng đầu, bởi vì nó mang lại cái lợi ích to lớn cho vô lượng vô số chúng sinh, và đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta gặt hái được những cái công đức rất rất là thù thắng. Cho nên pháp thí rất là quan trọng, vô ý thí cũng quan trọng, nhưng mà chúng tôi đã thưa nó là một cái mối liên hệ hữu tiên, hữu tương, nó tương tác để tương thành. Và còn phải nói nhiều hơn, thành chỉ tạm trình bày như thế. Khi mà bước qua cái chương trình sống đò sống Phật cứ đến, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con kính cảm ơn Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng con qua những giây phút vừa qua. Thưa quý khán thính giả, rất tiếc thời lượng chương trình đến đây đã hết. Chúng con kính cảm ơn quý vị lắng lòng theo dõi chương trình qua những giây phút vừa qua. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp và câu hỏi cho chương trình, xin hoan hỷ liên lạc về Chùa Diệu Ngự và Chùa Diệu Pháp với số điện thoại hiện trên màn hình. Chúng con kính chúc quý vị được vô lượng an lạc. Chúng con kính chúc Hòa Thượng Pháp Thể Khánh An. A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật.